đi thiết kế xây dựng mô hình. Thì qua 2 ngày học của thầy Nghĩa về cái lớp áp dụng nâng cao thì giúp cho tôi có cái nhìn rất là tổng quan về cái mảng quảng cáo của Google áp dụng cho những doanh nghiệp. Thì qua lớp học tôi thấy được một cái chiến lược tổng thể, mình đi từng bước cụ thể như thế nào, từ lúc chọn từ khóa lên chiến dịch, rồi cái cách hiển thị trên desktop, trên mobile như thế nào là cho hiệu quả nhất. Thì thầy Nghĩa đã chia sẻ một cách rất là chi tiết theo đúng cái chiến lược và cái kỹ thuật. Thì sau 2 buổi học thì tôi thấy nhận được rất là nhiều cái kết quả tốt. Chắc chắn trong thời gian tới thì cái kiến thức này sẽ giúp cho cái doanh nghiệp của tôi được phát triển rất là tốt. Cảm ơn thầy Nghĩa. Đứng cho bên Bi cho nên thì qua quá trình thầy Nghĩa chia sẻ thì làm cho giúp cho các chủ doanh nghiệp.